và giá hôm nay nó chỉ có 67 triệu là giá đã có VAT cho mình đối với cái phiên bản đặc biệt. Thì hello, Hiếu xin chào mọi người. Thì hôm nay Hiếu lại tiếp tục với mọi người vài cái mẫu con xe của Honda Việt Nam cũng như là những cái con xe nhập khẩu. Hôm nay Hiếu có về một số xe như là con Aplex màu xám xi măng bản 125 thể thao nè, con SH Mod bạc, Vario đen, Vario này thì Vario nhập khẩu nha, và 3-4 con xe SH lớn, SH 160, 125. Thì clip hôm nay Hiếu sẽ gửi đến cho các anh chị em mình về giá cả trong nửa tháng 10 cũng như là những cái chương trình khuyến mãi, thủ tục trả góp như thế nào, trả trước bao nhiêu, để cho anh chị mình cùng tham khảo và anh chị xem coi thích cái mẫu xe nào thì mình có thể xem qua clip này để mình lựa xe. Rồi 2-3 hôm nữa có gì đó mình ghé trực tiếp hết để mình xem xe mà lấy ngay một cái con xe ưng ý nhất nha. Tác món này trước mặt các mọi người đây là cái con màu bạc đen phiên bản đặc biệt. Thì đối với cái đời 2024 này thì ở phiên bản đặc biệt nó sẽ có tới hai màu. Màu bạc đen như trước mặt các anh chị mình đây với một cái màu đen nhám. Và giá hôm nay nó chỉ có 67 triệu là giá đã có VAT cho mình đối với cái phiên bản đặc biệt. Thì ngoài cái phiên bản này ra nó sẽ có cái màu xám xi măng, nó cũng đồng giá luôn các anh chị, nó 67 triệu. Và ở cái phiên bản này, bản thể thao và bản đặc biệt nó sẽ có trang bị thắng ABS cho mình luôn các chị nha, ở bản ABS cho anh chị mình luôn. Các chị em nếu mà chưa có biết cái ABS như thế nào mà đặc điểm nhận dạng á, thì em Hiếu chia sẻ luôn là mình nhìn vô cái bánh trước thôi. Đối với dòng SH Mod á, nó trang bị thắng ABS thì nó chỉ trang bị thắng trước, và mình nhìn vô mình thấy cái dòng này đó, cái dòng mà đĩa từ của đếm ABS này nè, mình thấy nó có cái này là nó là phiên bản ABS nha. Rồi thì cái bản cao cấp màu đỏ đen và màu xanh đen thì nó chỉ có 65.500.000 đối với cái phiên bản cao cấp nha, màu đỏ đen và màu xanh đen. Rẻ nhất hôm nay đó là phiên bản tiêu chuẩn là màu trắng, màu xanh và màu đỏ là 59 triệu. Đó, đối với SH Mod thì hôm nay nó sẽ dao động giá từ 59 cho đến 67 triệu là giá đã có VAT cho các anh chị mình luôn nha. Và với cái mốc giá này, dòng SH Mod thì mình chỉ cần trả trước 10 đến 15 triệu là có thể nhận xe. Và anh chị mình trả càng nhiều thì lãi nó sẽ càng rẻ. Và cái mốc góp hàng tháng nó sẽ dao động từ mốc 9 tháng cho đến 24 tháng. Khi mà đến trực tiếp hết á, anh chị mình sẽ có nhân viên tài chính, họ sẽ tư vấn cho mình. Mình thấy cái mốc nào nó lãi rẻ nè, rồi với mốc góp hàng tháng nó phù hợp với mức thu nhập của mình á, thì anh chị sẽ chọn cái mốc đó để mình làm hồ sơ. Và đương nhiên là mình trả càng nhiều là lãi càng rẻ, trả ít thì lãi càng nhiều, các anh chị nhớ nha, nhớ lưu ý giùm em nha. Rồi cái thủ tục thì mình chỉ cần cái căn cước công dân đó, chỉ cần cái căn cước công dân định danh bước 2 là ok nha, rất là dễ dàng luôn, khoảng tầm 15 đến 20 phút là nhận xe. Rồi tiếp theo đó là mẫu Honda Aplex. Thì cái con xe này em vừa về nè, hổm gài thì đã lâu rồi nó không có cái con bản thể thao này về, hôm nay nó có. Bản này hôm nay giá xe là 46 triệu là mắc nhất trong dòng Aplex đối với phân khúc 125 phân khối. Đối với bản này thì nó là màu xám đỏ đen, nó trang bị thắng CBS ở 125 thì nó chỉ có CBS thôi chứ nó không có cái con ABS nha các anh chị. Ngoài cái phiên bản thể thao màu này ra thì nó sẽ còn màu đỏ bạc nè, xanh bạc, đen bóng và đen nhám. Thì giá nó từ 45 triệu rưỡi trở lại các anh chị. Và rẻ nhất hôm nay là 45 triệu đối với những cái màu bóng như là màu đen đó. Con này không gài lâu lắm nè, bản thể thao này lâu lắm rồi nó mới về á. Đó, Aplex 125 bản thể thao, có chữ Sport còn rất là đẹp luôn nha. Và nó chỉ có trang bị thắng CBS thôi các anh chị. Con này thì em vừa mới về là em cập trực lên cho anh chị em mình xem liền. Nếu mà anh chị em nào đang có nhu cầu tìm cái con Aplex này, cứ ghé trực tiếp hết thành yếu của em để xem xe cũng như là nhận một cái giá ưu đãi đại nhất nha. Hôm nay thì mẫu Future là em đang có đầy đủ các màu sắc luôn, từ màu phiên bản đặc biệt, màu xanh đen nè, màu đen nhám, có giá là 37 triệu đối với phiên bản bánh mâm nha. Future đối với phiên bản bánh mâm thì nó là 37 triệu. Bánh căm màu xanh như thế này là bản tiêu chuẩn là nó là 35.500.000 đối với cái phiên bản tiêu chuẩn bánh căm. Đó, ở phiên bản cao cấp thì nó sẽ có màu trắng đen, màu đỏ đen và màu xanh đen nha các anh chị. Ở Future hôm nay em đang có đầy đủ các màu sắc. Và đặc biệt hôm nay thì con Future này mình chỉ cần trả trước cho em khoảng tầm 7 triệu là nhận xe nha. Có căn cước công dân luôn, trả trước 7 triệu thôi là nhận xe ngay, lãi suất cũng khá là ưu đãi á. Có gì về phần lãi suất thì anh chị mình nếu mà quan tâm dòng Future cứ để lại số điện thoại hoặc là liên hệ cho em.
0372 037 437, em sẽ tính chi tiết hàng tháng góp bao nhiêu để cho anh chị mình cùng tham khảo luôn. Đó, đối với dòng phiêu trời nha. Và mình trả nhiều hơn khoảng 30% thì mình có thể nhận luôn cái cầu phải gốc. Đó, phiêu trời hôm nay đầy đủ màu luôn, em về khá là nhiều màu nha, trắng đen đỏ đen có đầy đủ. Rồi, và cuối cùng đó là mẫu Honda SH 125-160. Hôm nay em về được 3 con xe. Con đen nhám đó là 125 ABS. Xám xi măng cũng là 125 ABS. Trắng đen 125-160 có đầy đủ hết. Và giá hôm nay bản CBS nó sẽ dao động khoảng tầm 76 triệu 500 ngàn. Đối với cái phiên bản CBS là màu trắng đen đỏ đen. Rồi lên tới bản ABS là màu trắng đen có nè, đỏ đen có nè, là giá 87 triệu 500 ngàn đối với màu trắng đen và đỏ đen nha. Và cuối cùng đó là màu đen nhám và màu xám xi măng, 125 ABS, 89 triệu, đó là giá của hai cái bản đó nha. Còn lên tới phân khúc 160 CBS thì nó sẽ cũng có những cái màu này và giá nó chỉ khoảng tầm 98-99 triệu đổ lại. Và mắc nhất là bản 160 trang bị thắng ABS. Đó, 160 trang bị thắng ABS, màu trắng đen như trước mặt các anh chị mình đây luôn nha. 160 nè, trang bị thắng ABS nè, trước sau luôn nha. Và giá là 106 triệu 500 ngàn. Và giá là 107 triệu. Đối với dòng 160 trang bị thắng ABS, tất cả các màu luôn. Đó, hôm nay thì đang có giá như thế này đối với dòng SH. Và dòng SH này khi mà anh chị trả góp thì mình chỉ cần trả trước cho em khoảng 35, đó, tối thiểu là 35 triệu. Còn nếu như anh chị có điều kiện thì mình có thể trả nhiều hơn để mình có một cái lãi sức ưu đãi. Riêng với dòng SH lớn này em khuyên anh chị là mình phải trả trước cho nhiều chút xíu để cho mình có cái lãi ưu đãi hơn nha, chứ trả ít thì hồ sơ vẫn việc nhưng mà lãi nhiều lắm. Đối với dòng SH này hôm nay em cũng đang có đầy đủ màu. Các anh chị nào đang ở khu vực lân cận như Trà Vinh, Vĩnh Long, Bến Tre, Sóc Trăng gì đó, mình thấy cái giá ok cứ liên hệ cho Hiếu, Hiếu để xe lại cho mình luôn với cái giá rất là ưu đãi. Còn nếu mà anh chị mua trả chậm cứ đem căn cước của mình lên ghé trực tiếp hết thành Hiếu chào Vinh, nhận ngay cái con xe có màu sắc ưng ý nhất nha. Rồi thì hôm nay Hiếu sẽ có 3 dòng xe để quay lên cho các anh chị mình xem, là Future, SH Mod, rồi SH lớn đó. Vario này thì nó khoảng tầm 46-47 cũ đổ lại nha, nhập khẩu thì hôm nào Hiếu sẽ lên một cái clip riêng về cái dòng xe nhập khẩu cho anh chị mình xem. Rồi anh chị nào ưng ý cái mẫu xe nào cứ để lại phần bình luận cho em ha. Rồi clip em cũng kết thúc tại đây, và mọi người nhớ ấn đăng ký kênh để xem những cái giá xe mới nhất trong tháng để em cập nhật liên tục để cho các anh chị mình tham khảo những cái màu sắc này, giá cả, thủ tục trả góp như thế nào, mẫu mới như thế nào. Rồi anh chị mình tham khảo, nếu mà được mình chạy lấy xe mới chạy cho nó ngon anh chị nha. Rồi và bây giờ em cũng kết thúc tại đây và hẹn mọi người lại clip sau. Cảm ơn mọi người đã xem video.